Chào cả nhà. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Harry Trader, chuyên về phân tích, chia sẻ, nhận định về thị trường tài chính. Mình là Harry. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái clip thứ 3 trong ngày hôm nay, đó là clip nhận định về chỉ số Dow Jones, chỉ số chứng khoán Mỹ. Cái đường đi của cái chỉ số này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là nhìn nhận rất nhiều về thị trường tài chính tổng quan, và có thể giúp cho anh chị và các bạn dùng làm tư liệu tham khảo để đưa ra những quyết định đầu tư thật là đúng đắn. Và trước khi vào cái phân tích thì mình cũng muốn nhắc lại cho các anh chị một chút, những anh chị, cảm ơn các anh chị đã ủng hộ mình, một số anh chị ủng hộ mình này, đã theo dõi kênh của mình. Thì các bạn, những anh chị nào mới, những bạn nào mới vào kênh của mình lần đầu thì có thể vào cái phần danh sách phát trong kênh của mình này. Ở đây mình có làm về lớp học này, các cái lớp học cơ bản, từ lớp học Ichimoku, lớp học trở thành trader chuyên nghiệp, lớp học Bryson, hay là đơn giản hơn là tìm hiểu tổng quan về Forex, thì mọi người đều có thể xem và có thể hiểu được tại sao mình lại phân tích như thế, bởi vì nó là cái nền tảng để mình phân tích ở đây. Bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, quay trở lại với US30 Dow Jones. Thì nhà mình có thể thấy là ở trên khung thời gian tuần thì sau khi mà giá chạm về cái vùng 27.000, các chị xem lại các clip hôm trước của mình ở đây, thì các clip hôm trước ở đây, phần về nhận mình để trong phần chứng khoán quốc tế, các anh chị xem lại cái chỉ số cái clip gần nhất của mình là đây. Mọi người hãy xem clip này, clip gần nhất về Dow Jones của mình là nhìn ra lỗi sai và cơ hội cho tuần sau mình làm ngày 11 tháng 7 năm 2020, để mọi người hiểu hơn cái phân tích của mình. Nhìn lại, mọi người xem lại clip gần nhất đây nhé. Thì hôm trước là mình có bán một lệnh ở đây, và khi về đến đây thì mình có kỳ vọng nó sẽ phá xuống, nhưng nó không phá được và mình bị hòa vốn ở đây. Sau đó mình nhận ra cái lỗi sai, và khu vực này thì nhìn thấy có tính chất vùng cầu của nó, nên là mình bắt đầu là mua lên được ở khu vực này, và mục tiêu của mình cũng đến gần 27.000. Thì ở đây mọi người đã thấy là về đến 27.000 và bắt đầu xuất hiện là giật rút chân của nến và một cái nến đỏ ở ngày hôm thứ 6 nữa, cuối tuần vừa rồi nữa. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là lực bán nó đã quay trở lại, cái việc là khu vực trên này là hoàn toàn là cái vùng cung, và hiện tại bây giờ nó đang có tính chất là vùng cung. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ review xem là tuần sau thì khả năng Dow Jones nó sẽ như thế nào nhé. Ở trên khung tuần thì rõ ràng là chúng ta thấy là khu vực vùng cung này thì cây tuần vừa rồi là cho thấy sự rút chân ở đây. Tuy nhiên cũng cho chúng ta thấy là vùng cầu ở dưới này vẫn đang là vùng cầu mạnh. Bởi vì thế nên với trên khung thời gian tuần thì chúng ta sẽ chưa view được là cái xu hướng dài hạn của nó sẽ là ở đâu cả, mà có thể sẽ là trên khung thời gian ngày. Khung thời gian ngày thì chúng ta thấy có vùng cung mới được hình thành, là cái vùng mà bán đỉnh của cây nến này, và cái vùng cầu gần nhất thì là cái vùng mà mình nhận ra cái đặc điểm, cái lỗi sai của mình đó, chính là cái vùng mà đây, vùng cầu gần nhất sẽ là cái vùng này, ít nhất là từ 25.268 cho đến 26.000. Đấy là một cái vùng cầu. Thế thì bây giờ là chúng ta thấy là giá đang nằm giữa vùng cầu và vùng cung trên này và vùng cầu dưới này. Như vậy ở đây chúng ta hoàn toàn nhìn như này, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến cái kịch bản là khả năng là Dow Jones trong tuần sau sẽ có một cú sụt giảm về vùng cầu này. Và tất nhiên là dừng lại ở đâu thì chưa thực sự rõ được. Bây giờ chúng ta xem xét kỹ hơn một chút. Riêng về nến thì chúng ta thấy là cái khu vực này là có một cái nến đóng vai trò là giống như là cây hammer búa ngược, và cây sau này là cây tăng lên, thì rõ ràng khu vực này là khu vực đầu tiên, khoảng vùng 26.000 là có khả năng giá sẽ hồi về đó. Nhưng mà về chung và dài hạn thì chúng ta vẫn thấy là ở cái khu vực vùng cầu mới này nằm ngang với lại mây, nằm ngang với lại mây tương lai. Đường span A và đường span B đều đang cho chúng ta một cái hình thái về mây, tuy rằng mỏng nhưng mà cái mỏng đấy không có nghĩa là vùng cầu này là yếu, mà cái mỏng đấy cho chúng ta thấy này, nó đi ngang dài như thế này thì cho chúng ta thấy là có thể là một cái nền mới sẽ hình thành.
Và cái mây mỏng ở đây so với cái vùng mây dày trước đó thì nó chứng tỏ cho chúng ta là cái vùng cung trên này này là vùng cung mạnh này, biên độ ở phía trên là vùng cung trên này là vùng cung mạnh. Bởi vì thế nên là trong tuần sau thì có lẽ vào đầu tuần và mấy ngày đầu tuần thì mình sẽ chỉ canh và bán xuống với Dow Jones. Chỉ canh và bán xuống với Dow Jones, anh chị nhớ nhé. Chỉ canh và bán xuống với Dow Jones. Thì là cái view của mình nó là như vậy, thì canh cao bán thấp. Ở cái vùng này sẽ là vùng mình quan sát, nếu như vùng này bị phá bởi vì là nó đi ngang và nó mỏng nên ở đây nó vẫn có tính chất cầu, nhưng nếu như trường hợp vùng này bị phá hoặc là có trường hợp rằng là Dow Jones mà sập vào ở trong mây như thế này thì lúc đó mình có thể nghĩ đến cái kịch bản là cái vùng mây này sẽ bị phá. Mình sẽ nghĩ đến cái kịch bản như thế này, về cơ bản nó sẽ là như thế này. Tuy nhiên đấy là cái view trước về dài hạn và nó chưa đủ điều kiện để kết luận, nên tuần sau thì với Dow Jones thì mình cũng sẽ chưa có những lệnh swing. Mình sẽ chưa có những lệnh swing mà mình chỉ tập trung cho những lệnh là có thể là ngắn hạn trong ngày. Đó thì là ở trong khung thời gian H4 thì chúng ta thấy là cái vùng này là thiết lập là một vùng cung. Thì ở vùng này thì chắc là không mua bán gì được, mà chúng ta sẽ đợi canh bán ở đâu khu vực trên này. Tức là chúng ta sẽ phải theo dõi rất là kỹ sát, vì chúng ta thấy Tenkan Kijun đã bắt đầu là bóp lại và bắt đầu đi ngang cùng nhau, nên là nó có tính chất là ở đây là tính chất tranh chấp giữa cung và cầu. Đây, vùng này cũng là một cái vùng cung cũ bị phá thì nó trở thành vùng cầu, nó dẫn đến là cái sự kháng cự hỗ trợ. Hiện tại bây giờ nó giống như là hai bên đang đánh nhau ở đây nhỏ, và tất nhiên là chúng ta sẽ theo dõi dòng tiền trong một khoảng thời gian ngắn nữa, thì có thể là nếu như bên nào thắng thì có thể là chúng ta sẽ chạy theo nó. Và ở đây nếu như trong trường hợp trong cái khung thời gian nhỏ mà thấy có lực lên mua lại thì có khả năng là giá sẽ test lại cái vùng đỉnh trên này một lần nữa, và lúc đó mới bắt đầu canh bán. Hoặc là nếu ở đây mà thấy lực bán cứ mạnh dần lên và có khả năng break thì chúng ta có thể canh bán ngay khu vực này. Và ưu tiên đầu tiên là cái khu vực vùng phía dưới này, đó vùng 259, 26 này. Như thế thì kiểm tra một lần nữa xem là cái khả năng này nó có cao không, thì chúng ta thấy là ở H4 thì chúng ta thấy là span A vẫn chạy lên và bắt đầu đi ngang, nhưng span B thì đi ngang lâu rồi, nó cho thấy là vùng cung ở trên này là vùng cung mạnh. Nhớ nhé, cái hình thái mây tương lai hiện tại bây giờ cho thấy vùng cung trên này đang là vùng cung mạnh này. Bởi vì thế nên là mình sẽ bỏ qua cái lệnh mua, mình chỉ canh cho những lệnh xuống thôi, lệnh bán thôi. Đó là cái kế hoạch của mình và cái chiến lược của mình. Còn cụ thể trading cụ thể như thế nào trong ngày đây chơi như thế nào thì có lẽ là cái này nó thuộc về kỹ năng và cũng không phải là mình có thể nói trước được, mà mình sẽ phải quan sát từng phiên ở trong ngày, trong tuần. Đó thì là cái cách giao dịch của mình nó là như vậy, để cho mọi người hình dung ra. Và cái công cụ Ichi này thực sự là nó cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh như mình phân tích vừa rồi. Các anh chị và các bạn có thể xem là những clip mình phân tích ở tất cả các sản phẩm gần đây cũng vậy, đưa cho mình cái nhìn toàn cảnh và mình sẽ lên được cái kế hoạch giao dịch, lên được kế hoạch giao dịch. Thì nếu anh chị nào mà muốn hiểu rõ hơn nữa thì là anh chị có thể đọc cái bài của anh Hoàng Việt Hùng, hiện tại đang là trader của Bank ở nước ngoài. Đây, mình sẽ gửi cho anh chị và các bạn xem cái bài đó. Đây, anh Hoàng, thì hôm nay anh xem một cái bài rất là hay và mình rất là thích. Đây, anh chị có thể thấy là hành trình để trở thành một trader chuyên nghiệp này. Thì các anh chị có thể xem cái bài này. Và ở đây các anh chị thấy này, có bốn cần, bạn cần qua được bốn vai trò này trước khi kiếm được tiền đều đặn này. Một là nghiên cứu và phân tích này, hai kiểm soát rủi ro này, ba lên kế hoạch và chiến lược này, và bốn là giao dịch. Thì hiện tại là bản thân mình là sau 8 năm giao dịch thì mình đã có được bốn cái này. Tất nhiên nó ở cái level của một trader cá nhân chứ không phải là một trader bank, giống như có rất nhiều cái điều mà mình thiếu sót và không được đào tạo chính quy. Tuy nhiên nó lại là những trải nghiệm trực tiếp của mình và mình cảm thấy thoải mái với lại cái mình cảm thấy thoải mái với cách giao dịch của mình, tức là mình kiểm soát được tài khoản, kiểm soát được rủi ro, đặc biệt là mình không bị hoang mang khi ra vào lệnh. Đó là cái tiêu chí của mình để trở thành một trader chuyên nghiệp. Thì mình thấy đến anh Hùng mà trader bank ở một cái tổ chức lớn như vậy, anh ấy đưa ra những cái đó mà mình xét lại bản thân mình thì có một vài cái tiêu chí như thế thì mình ít nhất là mình đã đạt được một cái level nhất định. Thì mình cảm thấy nó thoải mái và mình cũng mong rằng anh chị và các bạn nào xem được những clip này
xem các clip mình phân tích thì các anh chị nên nhớ một câu rằng là tất nhiên về chuyên môn thì là điều quan trọng nhất, nhưng nó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ thôi. Còn điều kiện cần các anh chị vẫn phải là làm tốt cái việc quản trị rủi ro thì mới có thể là phát huy tối đa cái khả năng của các anh chị, và thực sự là giao dịch sẽ thoải mái, chứ không phải vào lệnh xong là chúng ta sẽ ngẫm nghĩ rồi sợ không biết là nó thế này, không biết nó thế kia, rồi làm sao, rồi liệu nó có SL không này thế kia. Thực ra cái chuyện đấy chuyện nhỏ, bởi vì sao, bởi vì nếu bắt khi bạn vào thì bạn phải view hết cái việc đấy xảy ra rồi, và đặt cắt lỗ là một trong những cái kỹ năng và một trong những điều kiện tiên quyết để bạn có thể tồn tại trên thị trường. Ông Soros ông nói rồi đúng không ạ, không quan trọng bạn mất hay được, mà mất thì bạn mất bao nhiêu tiền và được thì được bao nhiêu tiền, thế thôi. Còn mình thì là mình thấm những cái đó, bởi vì mình trải qua những cái đau thương khá nhiều rồi, mình thấm những cái đó nên là mình làm cái việc đấy hết sức thoải mái. Mình mong rằng tất cả những anh chị và các bạn nào trader muốn trở thành trader chuyên nghiệp thì cũng sẽ rèn luyện và làm được như thế, và thông qua kênh YouTube của mình, thông qua những cái bài học này của mình, thì các anh chị và các bạn sẽ có những cái tài liệu tham khảo thêm để dần dần các anh chị cũng hoàn thiện bản thân mình. Đó là cái mục đích của mình. Cảm ơn các anh chị và các bạn, những người đã nghe mình phân tích, những người đã nghe mình phân tích và theo dõi follow kênh của mình. Những anh chị nào thấy hay thì giúp mình share, like, share và đến nhiều người biết đến hơn nữa kênh của mình. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Chúc mọi người giao dịch tốt và xin chào, hẹn gặp lại ở trong các clip sau. Nhớ là với chỉ số US30 trong tuần sau thì mình chỉ view và ưu tiên cho những lệnh bán xuống đã. Mục tiêu đầu tiên là vùng 26.000, và cái vùng này là sẽ là vùng giá chiến lược. Mình đánh giá nó sẽ là vùng giá chiến lược, vùng này này, tức là ở đây sẽ xảy ra trận quyết chiến giữa hai bên bò và gấu, ông nào thắng sẽ làm chủ giai đoạn thị trường tiếp theo đó. Thì vùng này là mình chúng ta quan sát để có thể có những cái deal swing và có thể tăng cái mức rủi ro lên một chút để kỳ vọng cái mức lợi nhuận lớn hơn. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.